Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày mùng 10 này, tháng 11 năm 2021. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý các bạn cái máy ép cá viên các loại trục trực tiếp này, hoặc là chạy dây cu loa, cũng như là báo giá tất cả các loại máy để quý vị và các bạn có thể nắm được trong cái phần tháng 11 này. Thì đây, trước mắt chúng ta đây là có ba cái con máy dây cu loa này, và trục trực tiếp thì rất là nhiều. Đây, và ở bên ngoài này nữa, chúng tôi vừa bọc hàng cho bà con. Thì hiện nay thì nhu cầu chăn nuôi của bà con rất là nhiều, cho nên là cái việc sử dụng bằng cám con cò ấy, tốn rất nhiều chi phí, mua cám công nghiệp rất là đắt, cho nên là sử dụng cái máy này thì tiết kiệm được rất là nhiều trong quá trình chăn nuôi. Đấy, tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Thì đây, xin giới thiệu bà con là cái máy ép cá viên F150 trục dây cu loa trước, chạy dây cu loa trước. Thì đây là cái máy motor dây đồng. Motor này là lắp motor 3 kg của Toàn Phát. Đấy, và máy thì chạy bằng hai dây cu loa bản B56 như này. Đấy, B56. Thì cũng nhiều video chúng tôi đã giới thiệu. Ở bên này là nó có một cái chân để chúng ta có thể bắt được cái automat, cái của nó ở đây, PC của nó ở đây. Đấy. Đấy là để lắp automat vào đây. Đấy, và đây là máy chạy dây cu loa dùng cầu sau ô tô. Đấy, trong này là hộp số, bên này là cái bầu nguyên. Chỗ này là có cái phễu này. Đây, bên này là phễu. Đấy, phễu bên trong. Phễu đây, và bên trong là quả lô và mặt sàng. Sàng là sàng 4 ly. Đấy, sàng lắp sẵn trong máy là sàng 4 ly. Và theo máy thì có cờ lê cùng tháo mở máy như này. Đấy. Và đây là cái sàng 2 ly, thì khách đặt mua thêm thì nó sẽ thêm có thêm cái sàng 2 ly như này. Đấy, để lắp vào cái máy này. Đấy. Máy trục trực tiếp, máy chạy dây cu loa. Đấy, phễu vào, phễu ra thì nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ đặt như này. Đấy, nó sẽ nằm như này. Còn với bà con là có motor ở nhà thì chúng ta sẽ sử dụng cái, nếu chúng ta mua khung máy thì chúng ta sẽ mua cái khung như này. Đây, cái khung máy thì có đầy đủ bệ này. Đấy, có ốc để tăng giảm dây cu loa ở đây. Đấy, bệ đầy đủ dây cu loa cho bà con như này. Đấy, đây là cái bệ, bệ máy. Đây, bệ máy, cái này quay thì khá êm. Đấy, sử dụng bằng cầu sâu, một số ô tô. Còn với cái máy cải tiến, đây là cái máy cải tiến mới nhất này, là máy trực tiếp không dùng dây cu loa. Thì motor nó sẽ đọc dọc theo chiều máy như này. Và cái trục của motor nó sẽ ăn vào cái trục của cái đầu ép cáp. Thì với cái này thì nó sẽ gọn gàng hơn này, khỏe hơn. Đấy, khỏe hơn thì ép nó sẽ nhanh hơn. Và trong quá trình sử dụng lâu dài thì nó đỡ phải thay dây cu loa. Đấy, đỡ hỏng vặt hơn. Đây là cái máy trục trực tiếp, cũng là lắp sàng, và sàng 4 ly lắp sẵn trong máy như này. Đây là cái máy trục trực tiếp, cũng hộp số nhớt ở đây. Đấy, đây là lắp motor 3,5 kg của Toàn Phát. Đấy, còn đây là lắp motor 3,5 kg của Trần Hưng Đạo, thì đều là motor dây đồng 100%. Đóng rồi. Đấy, đều là motor 3,5 kg điện một pha. Thì với bà con có khung máy ở nhà, có motor ở nhà rồi, chúng ta có thể mua riêng khung cái này về chúng ta lắp vẫn được. Đấy, chúng ta mua riêng khung máy về chúng ta lắp. Còn về cập nhật phần giá bán cho bà con, đấy là với cái máy trục trực tiếp này thì giá bán của nó đang là 7.600.000 một máy hoàn chỉnh, lắp sẵn cái sàng và mặt sàng 4 ly và quả lô lắp sẵn như này, có cơ lê phụ tùng tháo mở máy đi theo. Đấy, thì giá của nó là 7.600.000. Nếu ta mua khung máy thì giá của nó là 5.600.000. Đấy, mua riêng khung máy là 5.600.000. Còn nếu mà chúng ta cái khung như này, cái khung dây cu loa sẽ đắt hơn. Nếu mà khung dây cu loa bà con mua thì giá của nó là 7.600.000. Đây, xin lỗi bà con, nếu mà chúng ta mua khung máy này thì giá của nó sẽ là 6.900.000. Đấy, và nếu mà chúng ta mua lắp cả dàn thì giá của nó sẽ là 8.600.000. Đấy, chúng ta mua lắp cả dàn như này thì nó giá máy của cái máy dây cu loa này là 8.600.000 này. Đấy, nó sẽ có motor đầy đủ như này là 8.600.000. Còn nếu mà chúng ta mua khung không thôi thì cái khung này của nó có giá là 6.900.000. Đấy. Với một cái khung này thì khung này đã bao cước vận chuyển về cho bà con 6.900.000.
khung rất là chắc chắn như này, 8.6 đầy đủ motor. Giờ thì hiện nay nhu cầu bà con sử dụng cái máy trục trực tiếp thì nhiều hơn, đây chúng ta có thể nhìn thấy chúng tôi đã bọc hàng sẵn cho bà con để gửi đi đây. Rất là nhiều mà chủ yếu là máy trục trực tiếp hết này. Đấy, chủ yếu là máy trục trực tiếp không chạy dây loa thì rất là nhiều đây. Đấy, rất là nhiều gửi đi Hà Giang này, gửi đi Hà Giang đây. Đấy, gửi đi Cà Mau này, Cà Mau đây, Cà Mau máy cọc sàng khách đã có đặt cọc 1 triệu đấy. Còn ở đây là gửi đi Bến Tre này đấy. Đây là không cọc sàng, máy ép cá miễn là 450 đã cọc 300.000, 7.6 thì còn 7.3 này đấy. Đấy, đây máy rất là nhiều cọc sẵn cho bà con, giá máy 7.600.000 đấy. Nếu mà mua, chúng ta mua khung máy thì giá của nó là 5.6, mặt sàng của nó thì một cái là 400.000, nếu chúng ta mua lẻ thì là 450 đấy, còn kèm theo máy thì là 400 đấy. Đây giá là mới nhất tháng 11 năm 2021. Đấy thì quý các bạn có nhu cầu mua máy ép cám viên này, máy thái chuối, bọng chuối này, đây chúng tôi cũng lắp sẵn cho bà con đây. Ở đấy thì vui lòng liên hệ trên máy Cường Linh, địa chỉ số 36 Cổ Điển, xóm Bảng, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Đấy, quý các bạn có thể liên hệ để tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý và các bạn.